Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, vị bác sĩ với chuỗi mân côi trên tay cầu nguyện cho các bệnh nhân. Như thói quen trong những ngày làm việc của mình, bác sĩ gây mê Nestor Ramirez Arrieta ở Colombia tận dụng mọi cơ hội để đọc kinh mân côi. Hình ảnh bác sĩ Ramirez đang cầu nguyện với chuỗi mân côi trong tay trong những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi là biểu tượng sống động của đức tin giữa thời khắc khó khăn. Những ngày vừa qua, bức ảnh một bác sĩ với bộ đồ bảo hộ y tế đang cầu nguyện với chuỗi mân côi trong tay đã được chia sẻ rất nhiều và thu hút hàng ngàn lời bình luận trên các trang mạng xã hội. Đó là hình ảnh bác sĩ gây mê Nestor Ramirez Arrieta ở Colombia được mục sư Luis Alberto Gallego chia sẻ. Mục sư Gallego viết, giống như nhiều bác sĩ, ông ấy tham gia những ca trực kéo dài vô tận và chịu một áp lực cảm xúc mạnh mẽ mà nhiều người không thể chịu đựng được. Trong những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, ông lấy ra chuỗi mân côi của mình và cầu nguyện. Ngay cả khi chúng ta khác nhau trong cách thờ phượng và cầu nguyện, có ai có thể nghi ngờ Chúa không nghe lời cầu nguyện này? Như thói quen trong những ngày làm việc của mình, bác sĩ gây mê Nestor Ramirez Arrieta tận dụng mọi cơ hội để đọc kinh mân côi. Ông là một trong nhiều chuyên gia chiến đấu để cứu các sự sống ở một đất nước mà khủng hoảng của hệ thống y tế đã làm cho đại dịch COVID-19 trở nên trầm trọng hơn. Ông chia sẻ cách xác tín: tôi không nghi ngờ về việc Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Điều Chúa muốn nhất là chữa lành các bệnh nhân, và tôi là nhân chứng hàng ngày về sự hiện diện của Người. Chúa hành động qua tay tôi. Tôi yêu cầu Chúa sử dụng sứ vụ chữa bệnh của tôi, đặc biệt là bây giờ chúng ta đang sống trong tình huống khó khăn như vậy. Kính thưa quý vị và anh chị em, cho đến ngày 2 tháng 7 năm 2020, tại Colombia có 3.641 người đã chết vì coronavirus và hơn 106.000 người bị nhiễm bệnh. Tình hình không dễ dàng vì nguồn lực của bệnh viện không đủ. Nghèo đói buộc nhiều người dân phải ra ngoài kiếm sống và những người khác không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa. Cartagena là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi virus. Khoảng 8.600 người bị nhiễm và 344 nạn nhân qua đời. Trong bối cảnh khó khăn này, các bác sĩ, y tá và tất cả các chuyên gia y tế là nhóm người rất dễ bị tổn thương, không chỉ vì rủi ro lây nhiễm mà còn vì những thiếu sót trong công việc và hoạt động của hệ thống y tế Colombia và sự thiếu cảm thông của người dân. Họ bêu xấu các nhân viên y tế, thậm chí đe dọa giết và tấn công họ. Nhận thức được tình huống này, bác sĩ Ramirez đi làm hàng ngày tại bệnh viện Madre Bernarda của dòng nữ tu Phan Sinh với sự an tâm khi được bảo vệ bởi những vũ khí tốt nhất: cầu nguyện, thánh lễ, kinh mân côi, mình mẫu Chúa Kitô và các bí tích. Những ngày của ông trôi qua giữa những căng thẳng, đấu tranh để cứu sống con người, phòng ngừa các bệnh nhân được bình phục, phép lạ của cuộc sống và cầu nguyện liên lỉ. Bác sĩ Ramirez chia sẻ, vài ngày trước tôi phải tiến hành phẫu thuật mở khí quản trong phòng COVID. Đó là lần thứ hai tôi cảm thấy rất sợ hãi trong đại dịch, nhưng cũng là một niềm hy vọng lớn. Sau khi vào một mê cung, được hai người mặc quần áo với hai bộ áo liền quần, khẩu trang, găng tay và khăn che miệng, chúng tôi đã tiến hành thủ tục, một trong những nguyên nhân gây ra nhiều sự lây nhiễm trong đội ngũ y tế. Nếu mọi người có cơ hội nhìn thấy những điều này, họ sẽ không đi ra ngoài, không vội vàng mở lại các ngành kinh tế và họ sẽ chú ý cẩn thận hơn. Khi ra khỏi phòng mổ, bác sĩ Ramirez đã lợi dụng lúc phòng chờ trống vắng, không có người, lấy ra một trong những bài đọc kinh thánh có sẵn
Và thông điệp của Chúa rất rõ ràng: đừng sợ, ta ở bên con, đủ để củng cố ông và giúp ông yên tâm tiếp tục hành động. Đối với bác sĩ Ramirez, mỗi ca làm việc 24 giờ và mỗi ca phẫu thuật là cơ hội cầu nguyện. Nhiều bệnh nhân, mặc dù gây mê toàn thân, nói với tôi rằng họ đã cảm thấy một điều gì đó linh thiêng, một cảm giác khó tả. Khi tôi thấy họ dễ bị tổn thương, tôi cầu nguyện cho họ và họ cảm thấy điều đó. Chính Chúa là người hành động qua tay tôi. Bác sĩ Ramirez cũng là chứng nhân của những phép lạ trong phòng phẫu thuật. Chẳng hạn như trường hợp bé trai 4 tháng tuổi bị dị tật hộp sọ bẩm sinh, phải phẫu thuật vào một buổi sáng mà không có thời gian chuẩn bị. Ông chia sẻ đây là ca mổ không thường gặp. Trong đó các chuyên gia mở hộp sọ và bệnh nhân mất rất nhiều máu. Điều duy nhất tôi có thể làm được nửa giờ trước đó là xem lại một bài báo và đi đến nhà tạm thánh thể để xin Chúa kiểm soát tình huống đó. Cậu bé không chảy máu, cháu tỉnh lại và nở một nụ cười thiên thần với tôi. Và rồi tôi lại biết rằng Chúa đã đi qua đó. Cuộc đời của bác sĩ Ramirez được chia thành hai giai đoạn: trước và sau khi biết Chúa Kitô. Hành trình thiêng liêng kéo dài 18 năm cho phép ông rao giảng tin mừng trong khi áp dụng khoa học. Điều đó không dễ dàng. Và lúc đầu, một số người đã chế nhạo ông và xin ông chúc lành. Nhưng dần dần, các đồng nghiệp của ông nhận ra rằng ông là một người có đức tin. Bác sĩ Ramirez chia sẻ: sau một cuộc khủng hoảng gia đình và cuộc sống xã hội, tôi đã có cơ hội cảm thấy Chúa hiện diện đối diện vào một ngày cô đơn. Tôi bắt đầu tham dự các nhóm cầu nguyện. Tôi để mình được hướng dẫn bởi các hướng dẫn tâm linh. Tôi tham dự thánh lễ lại. Tôi bắt đầu học hỏi về cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria và gắn bó với Kinh Mân Côi, người bạn đồng hành trung thành trong đời sống nghề nghiệp của tôi, đến mức tôi đọc kinh từ 5 đến 10 lần một ngày. Những lời cầu nguyện của vợ ông, bà Maria Bernarda Clope, đã giúp ông hoán cải. Và hôm sau, sau 36 năm kết hôn, họ bước đi tay trong tay với Chúa, đấng trợ giúp gia đình họ, gồm 3 đứa con và 1 đứa cháu. Bác sĩ Ramirez chưa nghĩ đến việc rời xa phòng phẫu thuật, mặc dù gặp khó khăn trong việc thực hành nghề nghiệp của mình. Tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ nhiều người bệnh tật cầu nguyện lòng thương xót, vì tôi làm việc cho Chúa, chứ không phải cho con người. Tôi sẽ tiếp tục bao lâu Chúa còn ban cho tôi sức khỏe.